Son Anh Shop. Xin chào các bạn. Shop mình vừa làm xong một chiếc xe Winnie độ full đồ chơi luôn các bạn ha. Những tính năng đặc biệt như thế này, LED Audi nè các bạn, LED Audi hình chữ Y ha. Có tính năng đổi màu theo nhịp số, với lại anh trai bộ độ thi mạch tăng sáng, rồi một cây trợ sáng L4X chính hãng vào ngay chân lỗ kèn luôn các bạn. Đó, với lại LED gù, rồi còi Denso, kính xoay. Đó, cái là nhiều tính năng ha. Đèn hậu sao nữa, hiện tại đang là đèn N các bạn nha, đèn mo nha. Đó, rồi đèn mo là màu trắng các bạn, nhấp số 1 em ơi. Số 1. Đó, số 1 nó chuyển sang màu tím hồng cánh sen các bạn. Rất là đẹp luôn ha. Cái màu này cũng hiện tại là đang mới ra đó các bạn. Thì vị khách này là độ là chiếc xe này là chiếc xe chưa lấy biển số luôn các bạn nha. Số 1 nè, số 2 em ơi. Số 2 là màu vàng chanh nè các bạn, số 3 em ơi. Số 3 màu xanh dương nè. Qua màu xanh dương rất là nổi luôn các bạn. Đó, LED gù mình các bạn thấy LED gù cũng đổi theo nhịp số như vậy nha. Nha. Bộ này bên mình bảo hành cho bạn là 3 năm khi lắp đặt tại cửa hàng mình. Rồi số 4 em ơi. Số 4 màu xanh ngọc các bạn. Số 4 thì ngọc, battery mình cái luôn. Đó, battery nó sẽ lên mặt tăng sáng các bạn nha. Nó sáng hơn mặt zin rất là nhiều ha. Rồi. Số 5 em ơi. Số 5 màu đỏ các bạn nha, số 5 màu đỏ. Rồi số 6 em. Số 6 màu xanh lá, rồi mở nhanh cái luôn ha. Đó, xi nhan sẽ đổi thành màu vàng các bạn. Đổi thành màu vàng mặc định zin của xe luôn, rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn ha. Rồi, ok. Rồi. Em tắt xi nhan mở ưu tiên lên. Ưu tiên là nè, đây là tính năng ưu tiên, có nghĩa là các bạn đi đường sương mù hoặc là các bạn muốn vượt, muốn làm một cái việc gì đó để chạy mà mình muốn được ưu tiên, các bạn bật lên nha. Rồi mình đi ưu tiên ha. Đó, ưu tiên là đạp số đổi màu luôn các bạn. Đập lại, đó, đang là số 5 nè các bạn, số 5 nè. Rồi. Số 4 nè các bạn. Rồi số 3 nè. Số 2. Rồi số 1. Đó. Nếu mà các bạn nào mà đi Winnie thì nhìn bộ LED này thì đều thích hết, tại vì rất là nghề đẹp nha, nó kết hợp rất là hoàn hảo luôn. Tại vì xi nhan của xe Winnie này nó dài ra tới đây nè các bạn, dài rất là nhiều luôn. Khi mình làm vô nó gọn, một là mình làm cái LED xi nhan như thế này nè các bạn, nó LED xi nhan này nó gọn rồi ha, nó đã gọn rồi, nhưng mà mình đã làm kết hợp LED Audi hình chữ Y như thế này rất là ngầu luôn ha, rất là nhiều anh em tin làm. Rồi đây là cây L4 chính hãng nha, chip XML ha. Đó, mình phét rất là thẩm mỹ luôn. Đó, phét như zin ha, ra 4 viên LED luôn các bạn. Thì cái chip khi mà phét vô trong các bạn, nó ra 4 viên LED như vậy, nhưng mà mình sẽ có cái bát chỉnh lên chỉnh xuống được các bạn nha. Chỉnh lên nhìn xuống được luôn ha. Đây là kính xoay. Kính xoay là chống sét nha các bạn. Chống sét luôn nha, các bạn có thể xoay ập vô trong được luôn ha. Ok. LED gù nè. LED gù nó sẽ đổi theo nhịp số nè các bạn. Đổi thêm màu luôn, tắt LED đi em ơi. Rồi đạp số đi. Đó, đang là số 6 nè các bạn. Rồi, số 1, số 2. Số 2 màu vàng bạn, số 3. Số 3 màu xanh dương, số 4 em. Số 4 màu xanh ngọc, số 5. Số 5 màu đỏ nè các bạn, số 6. Đó, số 6 màu xanh lá. Thì nó mình đã mặc định vào chung với đèn Audi rồi. Đèn trước. Đây là có logo mình là Son Anh Shop nè. Số điện thoại là 0963357491 này, cái gù LED này có logo mình luôn ha. Rồi, mình sẽ quay cái đuôi đằng sau các bạn xem. Chiếc xe này chưa lấy biển số luôn ha. Đó, cái đuôi mình đã làm LED Audi vào trong luôn. Xi nhan đổi màu vàng các bạn, xi nhan em. Đó, xi nhan đổi màu vàng các bạn ha. Màu vàng trong cái đuôi luôn. Rồi, em đạp số đi em. Đó. Rất là đẹp luôn, đằng nữa đi em. Đó. Cực kỳ đẹp luôn ha. Tuyệt vời luôn mà. Đó. Đạp số đổi màu luôn. Các bạn nhìn từ xa các bạn tới thấy rất là đẹp luôn các bạn. Rất là đẹp luôn. Thì anh trai đã nâng cấp lên một bộ chống trộm Hyperion nha, chống trộm chống cướp ha. Full tính năng luôn các bạn. Bộ này rất là đặc biệt luôn. Bộ này khi lắp đặt á, nó còn giữ lại ổ phá zin nha các bạn. Khi mà có cái remote nữa, lại gần tầm khoảng 2m tự động nó sẽ mở cho phép mình mở. Rồi mình đi xa 2m sẽ tự động cài tính năng chống cướp mình. Khi mà ai mà mở khóa lên nó hú còi ha các bạn. Hiện tại giờ mình không có thử tính năng đó được ha. Tại rất là nó hơi ồn á, mình không có test được. Mình đã quay rất là nhiều xe rồi, các bạn có nhu cầu á, muốn xem á thì liên hệ với mình gửi video cho xem ha. Đây là công tắc mở đèn.
thì Winix không nên thiếu cái công tắc này. Tại ban ngày các bạn không cần mở đèn á thì mình tắt ha. Nào, tắt nè, mình đã câu cho đờ mi luôn nha các bạn nhé. Mình mở đèn đờ mi nè, mở đèn chính nè, đó đó, mặt tầng sáng cực kỳ sáng luôn các bạn, mặt tầng sáng cực kỳ sáng luôn ha. Rồi bắt xin nè các bạn, bắt xin nè ha. Rồi chưa mở đèn bắt xin luôn, chưa mở đèn vẫn bắt xin được. Bắt L4 và mặt tầng sáng luôn, cực kỳ sáng luôn các bạn. Đó, mở đèn nè, mặt tầng sáng nó cực kỳ sáng không. Đây là chế độ cốt nha, đèn zin của nó là không bao giờ sáng được vậy các bạn nha. Cái này sáng hơn 4 lần zin rồi ha. Mở cốt nè, rồi mở pha là lên tăng mặt lên cái đèn tờ sáng luôn nè. Đó, rồi ưu tiên nâng cao, các bạn gạt qua trái ha, gạt qua trái xong các bạn gạt qua phải. Nếu mà các bạn trường hợp mà xi nhan đang bên trái nè, các bạn bật qua phải liền nó sẽ ra ưu tiên. Mà không phải là sẽ giao tiền như các bạn nhé. Tắt một cái, ví dụ gạt qua trái nè, tắt một cái nè các bạn, gạt qua phải thì bình thường ha. Xi nhan đang bên trái mà gạt qua liền luôn, mình không tắt thì sẽ giao tiền, rất là tiện lợi luôn, rất là đẹp ha. Đó, chiếc xe này màu mới nha các bạn, màu này nhìn rất là đẹp luôn á, giống như chiếc mô tô mà chiếc CB 1000 GG các bạn hiện tại. Có bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ cửa hàng mình ha, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú, số điện thoại là 0963574901. Mình cảm ơn các bạn đã xem mấy video, cảm ơn rất là nhiều ha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh nha, cảm ơn các bạn.